sử dụng là packet quay lại ha. Rồi chúng ta kiểm tra lại tiếp nữa. Rồi rất là tốt, kiểm tra reset lại. Mình sẽ transfer đó ha, transfer cho nó một cái giới hạn là nó thế này thôi, khoảng chừng là 2 ha, 2. Rồi ok. Nó sẽ kéo ra ha, rồi cho nó một cái đồ lòi nào thôi ha. Rồi giờ chúng ta sẽ sử dụng là map mode ha, map mode. Tự nhiên thì chúng ta chỉ map mode nó vẫn 2 thôi ha. Giờ chúng ta có thể nhìn thấy được những cái độ sần sùi này ha. Chúng ta muốn nói lại, chúng ta buộc lòng phải nói lại những cái điểm này thì nó sẽ tránh đi những cái độ sần sùi đó, chúng ta nói lại ha. Rồi ha, tôi sẽ sử dụng lại mình lên mấy bút này ha. Chúng ta có một cái cạnh chưa kịp nói nè, thấy chưa? Rồi ok ha. Rồi rồi chúng ta có gì ha, giờ chúng ta sẽ kéo nó vào thôi. Chúng ta làm như vậy ha. Cái mối này chúng ta là cho là 1 ha. Bây giờ sẽ chuyển qua cái mirror nãy thôi, nó vẫn mirror bình thường thôi. Mirror ha. Rồi tôi sẽ cho là copy ha.
Ok ha, chúng ta có cái đầu nhân vật vậy ha. Thì cái lúc bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách làm cái tóc ha.